hai lọ rồi mình. Cứ mua đi, giờ chưa được, không được. Mùi chồng cái suy vắng. Anh đi, đang bảo hôm nay. Đưa tay. Chơi này bảo chồng mới đi à? Không không biết à? Được rồi, phân muối rồi mà. Mê vịt thì hơi khó làm. Ăn vịt thì hơi khó làm. Tôi bò là bò chán bò lắm rồi. Không ăn bò đâu. Tặng cát. Không có chỗ mà bò ấy. Xả mới kìa anh, sao có thể đốt xả cũ? Gạch mới ngói. Ít nhân này không có gì à? Xong cá đặc trắng. Còn ấm nước đúng không anh? Để sang nhà. Như thế em nên nhồi xả nha, mắc mật, dùng lá na rồi nha. Được lá na á? Vâng. Lá na khi làm thử em? Làm bao giờ? Cứ làm, nhưng mà phải có lá mắc mật là chính. Thấy họ thường xả, thường nhồi mắc mật thôi. Mắc mật lá na. Đồ ăn á? Ừ. Chiên à? Có mỡ mới ngon, là ngon nhất. Tí nữa nó là đầy mỡ. Tí nữa nước cũng bị tổng ra mà. Đây này thì mày hao. Mày hao. Năm ngoái đã làm này. Thôi nhỉ, vào bên hấp đi lấy cái kéo lên. Anh biết rồi. Thịt sạc quá. Thịt ăn này mặn lắm. Sang trộn mà kỹ sạc. Vào bên này này. Này lấy cái vỏ. Không, cái củ đâu, còn nhiều củ không? Đây, cái nhặt vỏ nữa này. Mình lấy vỏ này. Mặn đâu phải xe đây. Đây giờ làm chưa? Mặn đâu chấm. Mấy củ lên. Sôi chưa Hà ơi? Khát nước thì uống rượu nữa, uống rượu bia nữa. Này phải có ấy, xả củ mình đi bẻ về đấy, nó củ ấy. Cả à, lá. Quấn luôn. Đi ra thì lại làm mía, nhăn nó nhiều. Bùi xả hết thì ngon nhỉ. Đấy, làm mía. Chỉ sang nhà bà kia chụp. Còn đâu? Còn, nhưng mà bà rào kỹ lắm, còn đâu. Đây là cũng chưa nhặt hết. Không được. Bà rào kỹ lắm. Bật tường hang thôi. Thế bảo là luộc thì nhặt ít. Thì em biết mình nên trộm với hao ấy. Bà rào xong rồi bà ấy cả lưới, lưới mỏng không ạ. Chấm chiên su với lại là tỏi ớt này. Anh nếu anh đang biểu tình như kìa, đang đòi anh không thèm tiền nữa kìa. Tắng quá nhỉ. Tươi khô. Ăn nước chấm đi, cô xin làm cho. Rồi, chấm đi. Đợi tí.
sớm thì đó vội thì mẹ bây giờ một lời nói như thôi đau cầm dao đấy không gì đâu. Quay nghịch chí. Quay YouTube đăng lên kênh Ngọc Béo hay Ngọc Kiếp gì ấy.
nhưng mà ngộ ấy cũng lấy quảng cáo. Đến bữa rồi còn xin phép phải đéo gì. Không làm được nữa, sắp đi thì. Có uống không? Có uống được nữa không? Không uống nữa. Thế á? Không, anh uống rồi. Anh biết ạ? Anh em thì đéo nào. Còn anh thì đéo nào. Bên này có vẻ hơi vơi anh. Nhớ nhỉ.